Chào mừng các bạn trở lại với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn gián cờ giữa Nguyễn Trần Đỗ Ninh và Nam Phương Công Tử Lại Lý Huynh tại vòng 4 đối thủ mạnh 2020. Mời các bạn xem gián cờ rất hay.
pháo 6 tấn 1. Đến đây hai bên đồng ý hòa. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu hay thì hãy like, đăng ký và chia sẻ để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.